Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Bát đây. Ok, thì đến với trận đấu ngày hôm nay, chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành. Ngày phía sau mình có một người cũng nhảy dù đây. Hôm nay thì nhảy dù nhưng mà không tới cái nhà gà thân quen rồi. Tiếc thế không biết. MP5 này. Lên đây bạn ơi. Bạn gì ơi. Mình xin cái đầu nhá. Ui. Không ổn chim én. Làm gì đấy. Đâu rồi. Gạt anh chàng này trước rồi tính tiếp. Tự dưng cái ông thần kia ở đâu lòi ra nhở. Rõ ràng là mình là người đầu tiên lên đến những căn nhà này. Chạy kìa. Đi đâu. Gục nha. Ui, ấn nhầm một chút. Làm gì căng. Mà sao bạn ấy lại lên trước mình được nhở. Thôi xong. Hết đạn luôn rồi. Hai máy quá. Kêu vẫn về mình. Ui, tiếc thế nhở. Có đạn thì có phải ngon không. Lại có tiếng bước chân. Đạn đâu. Đây rồi. Mày thế. Có cây súng siêu nhiệt. Một cái cây súng mà không bao giờ lo hết đạn. Anh chàng mà áo tây con đô đâu nhỉ. Sang là sách phải không. Mình thấy rồi nha. Né đi đâu. Yếu nữa này. Lòi ra. Ây à. Châu ấy nhở. Này thì châu này. Châu thì bắn lâu cũng chết. Team đầu tiên mình có lia anh em ạ. Đây rồi. May quá. Có đạn đây rồi. Có luôn cây M14 này. Đấy. Nó lại hợp lý ngay. Mỗi tội là không có tay cầm ngon thôi. Chứ còn đạn dược thì ok rồi. Tính ra là cái cây súng mà mình ban nãy mình vừa cầm ấy, thì ngày xưa ấy nó có tên là súng siêu nhiệt. Nhưng mà mới gần đây thì nó đổi thành súng plasma rồi. Nói chung là lúc không có súng thì súng gì chẳng là súng ngon đúng không. Nhưng mà khi mà anh em thấy súng khác ấy, thì thường là anh em không bắn cái cây plasma nữa đâu. Và mình thì cũng thế thôi. Cái cây plasma nó có cái điểm hay là anh em bắn không cần phải nạp đạn. Bắn mệt nghỉ cũng không hết đạn. Nhưng mà có cái là khi nào mà nó nóng lên ấy là nó không bắn được nữa. Phải đợi nó nguội thì anh em mới bắn tiếp được. Không biết là anh em cảm thấy cây súng đó như thế nào. Chứ còn mình thì mình thấy nó khá yếu anh em ạ. Yếu, yếu cực kỳ. Game của chúng ta vẫn bị phân hóa về súng quá nhiều. Có cây thì mạnh thôi rồi. Mà có cây thì yếu thôi rồi. Như kiểu là MP40 ấy. Với lại so với lại cái súng tiểu liên khác ấy, thì làm gì có cây nào hơn được cây MP40 đâu. Kêu bạn ơi. Này thì nhảy này. Sai chưa. Cái pha đó thì mình không cần bất tâm nha. Tại vì bạn ấy nhảy xuống ấy, thì cái đầu bạn ấy tự kéo xuống rồi. Và bạn ấy tự bị headshot vào đầu. Nên là trong cái khoảng thời gian mà nhảy xuống ấy, thì dễ bị toang đầu lắm. Chẳng biết là cô nàng của team nào đây. Tính ra là mình cũng chưa cây súng nào ngon á. Một cây MP5 với lại một cây M14. Nào có súng gì không. Kiện thì cũng ra gì phết đầy rồi. MP40 với SK. Từ từ nha. Mình sắp xếp lại đồ một chút. Anh em thấy giảm thanh nhiều không. Ba cái liền. SK này. Lại giảm thanh này. Nhiều dã man. Hôm nay thì mình sẽ bắn cái cây MP5 này nhá. Mặc dù là nó yếu hơn cây MP. Nhưng mà thôi, lâu lâu cũng phải đổi súng đi chứ. Bắn mãi cây MP cũng chán lắm. Nhưng mà mình khuyến cáo là anh em không nên thử như mình nhá. Nếu mà anh em phải lựa chọn giữa hai cây là MP5 với lại MP40 ấy, thì anh em cứ MP40 mà chơi. Ngu gì chơi MP5. Chẳng qua hôm nay mình hâm hâm lên mình bắn MP5 cho anh em xem thôi. Anh em cứ coi như là mình đang bắn test cái cây MP5 trong OB21 đi. Đó. Mạnh yếu thì anh em cứ xem mà sẽ rõ nhá. Bo thui mà không thấy ai chạy bo nhở. Đi 38.000 dặm mà không gặp người. Đây rồi. Đi đâu. Yếu này. Ok. Xong rồi anh em ạ. Tự dưng ở cái phiên bản OB21 ấy, thì cái cây SK mình chơi mình cảm thấy nó không bị lỗi đam nữa rồi. Kiểu như là khi mà anh em vuốt tâm ấy, mà nó vào đầu ấy, thì tức là nó vẫn vào đầu nhá. Còn từ cái OB20 trở về trước ấy, thì khi mà anh em vuốt tâm ấy, nhiều khi nó vẫn vào đầu.
nhưng mà địch lại không hề mất máu. Đó, anh em thấy điều không? Mình thì mình chưa gặp, còn không biết là anh em trong kênh của mình có bạn nào cầm Sky đẳng cấp Titan mà bị hay chưa. Thì nếu mà bị thì anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhé, để cho những bạn nào mà đang có ý định bắn cái cây này thì còn xem xét. Người kìa, đi đâu bạn ơi? Đục nhá, còn người không? À, thùng xăng kìa, thùng xăng này này, thùng xăng này. Ok, lìa một team hai người. Lâu lắm rồi mình mới thấy có người mang thùng xăng đây anh em ạ. Có tiếng súng kìa, ngon. Lên thôi anh em ơi, lên kiếm kill thôi, tầm này vã lắm rồi, còn có 17 người thôi kìa. Thấy rồi nha, mình chính thức thấy các bạn này nha. Các bạn cứ bắn nhau đi, cứ coi như là mình không có ở đây đi. Đâu rồi? Đây rồi, một cô nàng chạy vào bên trong ngôi nhà. Hai người rồi sao ấy? Lên luôn này. Có mìn. Mà sao nó không nổ nhỉ? Gục một này, gục hai này, lựu đạn này. Mình bị kém mất một kill anh em ạ. Cay không? Mà anh em có thấy là cái trái mìn vừa rồi nó lạ không? Nó lạ dã man luôn. Mình không hiểu tại sao nó lại không nổ. Và rõ ràng là mình đi vào tầm mới nhá, hay là đi chưa tới tầm nổ nó ra? Không phải, kiểu gì thì kiểu cũng tới tầm rồi, tại vì gần như thế mà đúng không? Bên nhà lỗ có người kìa, dám ăn một kill của mình. Yếu này, gục một này, gục hai này. KSQ của mình thì phải trả giá. Các bạn vẫn đang công nhau kìa. Qua anh em ơi, qua qua qua. Vẫn còn mấy team bắn nhau lên cơ. Ui, có một bạn đến góp vui nữa kìa. Đông vui ghê chưa. Làm gì? Tính bò á? Ai cho bạn bò? Một bé này, MP kìa. Mình thấy màu hường rồi. Cuối cùng thì cũng gục, kéo thêm không lên. Xong hai bé nha, một bé đã gục này. Làm gì căng bạn ơi. Mình gạt trước đấy. Thôi mình ấy đây bạn ơi, làm hòa làm hòa làm hòa. Bây giờ chúng ta làm hòa, tại vì bo đến nơi rồi. Bỏ nha, không chạy bo là toang đấy bạn ơi. Bây giờ mà kể cả mình với bạn ấy có đứng lại bắn nhau thì nếu mà mình thắng hay là bạn ấy thắng thì cũng đều chết thôi. Tại vì cái bo này nó khi mà thu xong ấy nó rất là đau. Đấy, mình chạy không thôi mà đã đi nửa cây rồi. Ông thần kia ông chạy bo thẳng ra chỗ kia, đâm ra lại gặp team khác. Chạy như mình có phải ngon không? Ui, vướng cái cây rồi. Cây ơi là cây, mọc ở đâu không mọc lại mọc ngay cái chỗ đấy. Tới nè, mình đẩy tới nè. Yếu này. Ui, bom kém mất rồi. Có mấy team này anh em ạ. Nhà nhiều lỗ lại có người bắn nhau. Trận đấu ngày hôm nay náo nhiệt nhờ. Ok, mình xuống góc vui này. Ui, bạn rách rách gì đó, bạn giết mấy người liền. Cái kia trâu thế. Ui, có người nữa à. Gục này, có mấy người liền anh em ạ. Mình gạt anh chàng này trước rồi tính tiếp. Bạn gì ơi, làm gì căng, làm gì căng. Rồi, bên này lại có người. Đi đâu, tính móc mình hay gì? Ai à, mình làm gì có gì đâu mà móc. Đâu đấy, phản đam này bạn ơi. Xong nhá, lìa vũ hồn máu này. Ui, có tiếng chân anh em ơi. Từ từ, có người tới hỏi thăm kìa. Xuống hơi muộn rồi bạn ơi, mình đầy máu rồi. Móc bên này phải không? Sao hàng rào à? Một viên vào đâu. Xoay ghê đấy.
Tiếc thế nhở, mình lại không còn lựu đạn nữa mới đau chứ đấy. Né hộ đi nào. Ui, hôm nay hay bị ấn nhầm đấy nhở. Có anh em nào mà cập nhật OB21 xong rồi cứ hay bị ấn nhầm như mình không? Mặc dù là cài đặt vẫn như cũ nhá, nhưng mà nhiều khi mình ấn vào nút chạy nhanh ấy thì nó lại ấn nhầm vào nút bắn bên trái. Xong rồi nhiều khi ấn đổi súng ấy, nó lại vào nút cài đặt. Khó chịu ghê. Ê, sao gan à? Yếu này. Đi đâu? Lên trên đã. Mình có Moco mà. Ù, ghê chưa. Ok, xong. Cũng may là mình còn hạ được bạn ý, chứ bắn thêm lúc nữa là mình thua chắc đấy. Tại vì là mình hết đạn rồi. Ok, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Nếu như anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video mình thì anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.